Rồi, hello, xin chào cô chú anh chị đã trở lại video của em nha. Đó, thì trước khi vào video thì xin cho cô chú anh chị hãy nhấn vào cái chữ đăng ký kênh phía dưới để khi nào em có lên clip thì cô chú anh chị tiện theo dõi nha. Đó, thì cái kênh YouTube của em là trên Trại Bò Giống Tiền Giang. Cô chú anh chị cứ đi vô YouTube gõ đúng y như chữ chữ Trại Bò Giống Tiền Giang, nó sẽ hiển thị lên cái kênh YouTube của em nha. Thì nói chung là hôm nay thì em sẽ quay cho cô chú anh chị tham tham khảo cái tới định kỳ sát khuẩn cũng như là xịt phòng ngừa bệnh diệt khuẩn chuồng vệ sinh nha. Đó, rồi sát khuẩn chuồng chuồng trại thì nói chung là bò em nó thì nói chung là về trại nó không có lâu, thì nói chung là về bữa trước bữa sau là em mới sẽ ra hết rồi. Nhưng mà điều vẫn định kỳ em định xịt thuốc diệt khuẩn chuồng định kỳ nha. Nó cho nên là cô chú anh chị có nếu mà bắt bò bên em nó thì yên tâm cái khoản đó. Đó. Thì em cũng quay để cho cô chú anh chị thì chúng ta trong vòng em thì trong vòng 10 ngày tới 10 ngày tới 15 ngày nó là em sẽ xịt sát khuẩn một lần. Nó thì hôm trước thì em cũng có xịt, em cũng có quay rợn lần, nhưng mà nhiều cái clip kia nó lâu lâu nó xa xa thì sợ có cô chú không có xem được, cho nên là nay em quay trực tiếp lại cho cô chú anh chị xem nha. Nó coi cái cách em xử lý chuồng trại nó trong vòng 10 ngày tới 15 ngày là em xịt sát khuẩn nó. Xịt sát khuẩn với thuốc để ngừa ngừa các cái loại bệnh lông mồm lỗ móng nữa cô chú anh chị, nên là đây có cái chai thuốc. Thì cũng đưa cho cô chú anh chị xem để thí dụ cô chú anh chị nào thì có thể mua về dùng đó. Đó, đây là hiệu thuốc này cô chú anh chị. Đó. Đó thì mà cái chai này thì mình chỉ dùng với cần 20 với cái liều lượng là 25 ml trên 10 lít nước nha. Đó, thì chúng ta cứ xịt tới vậy. Đó, thì đây trên chai á, thì nó có hướng dẫn hết nè. Nó thì đây nè, nó trên chai người ta có hướng dẫn hết. Đó. Thì cô chú anh chị về cứ pha định đây là nó tên thuốc. Dung dịch khử trùng chuồng trại. Đó. Nó phòng chống dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng, nó gia cầm và các bệnh dịch khác. Nó thì nói chung là cái em thì 10 ngày tới 15 ngày em sẽ pha và xịt xịt hết luôn nha cô chú anh chị, xịt từ ở dưới đất lên trên xịt luôn bò luôn. Nó thì bò mấy con bò này thì ngày mai là em sẽ giao hết rồi, nhưng mà tới định kỳ là em xịt hết nó, xịt luôn bò luôn, xịt lên mình con bò luôn nha cô chú anh chị.
Rồi cô chú bắt đầu em bắt đầu chị xin nha. Đó. Thường đó thì giấc sáng với giấc chiều giấc trời nè nó ở khoảng từ 4 giờ 5 giờ là bắt đầu em phải tắm rửa vệ sinh nó một lần, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần. Nhưng mà bữa nay đó là mình xịt thuốc lên người nó cho nên là em để nó khô nha, để mình xịt thuốc cho thuốc nó bám vô lên đó, nó bám vô cái mình nó làm cái diệt khuẩn, nó bệnh nó cái bệnh cái việc khó đi hơn nữa là nó để bị diệt cho hết nha. Cho nên là thôi em không có tắm, không có chăm ướt mình. Từ giấc sáng giấc chiều là mà em tắm hai lần đó, vợ chuồng thì tắm hai lần đó, thì bà vợ thì mình bị sốt rồi cho nên mình không có không không có tắm nước mình nó được.
xuống. Bây giờ tư thế là sẵn sàng. Giờ làm rồi. Cái mùi nó hơi có chịu chút xíu luôn chú chị. Cái mùi thuốc nè. Như là thuốc nó có cái mùi hơi nồng chút. Như là mà mang khẩu trang rồi kỹ lưỡng chút xíu. Nên mình hết thì nó cũng hơi thôi thôi. Đó, chạy lên hết lên 10 nó luôn. Đó. À, thì mình sẽ thay ướt ướt chút xíu nha cô chú anh chị. Để ướt thật tốt. Con bò này là ngày mai toàn bộ cái này là em sẽ giao hết trong vòng ngày mai đó, nhưng mà tới định kỳ thịt là em phải thịt đó. Đó. Em còn đấy.
Rồi, xin chào cô chú anh chị nha. Rồi, quá trình mình diệt khuẩn nó chỉ vậy thôi, nhưng mà có một cái là mình điều độ nha. Đó, từng nào 10 bữa tới nửa tháng là mình sẽ xịt một lần. Rồi, xin chào cô chú anh chị nha. Đó.